Chương trình ngày mới tiếp nối với phần cập nhật tin tức các trang báo uy tín. Thưa quý vị, báo tuổi trẻ vừa đưa tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong thời gian gần đây tại Campuchia đã phát hiện ca tử vong trên người do virus cúm da cầm AH5N1 tại tỉnh Veng. Nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Ngày 26 tháng 2, Bộ đã gửi công văn chỉ đạo các sở ban ngành và chính quyền các cấp của địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp theo quy định của luật thú y và quyết định số 172 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025. Theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương khẩn trương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam, đặc biệt các tỉnh biên giới phía Nam. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực du lịch trên báo Dân Trí. Thưa quý vị, từ giữa tháng 2 năm 2023, ngành du lịch Trung Quốc đã mở lại tour du lịch đến 20 quốc gia, nhưng Việt Nam không có tên trong danh sách này. Việc này đã làm chậm kế hoạch khai thác của các hãng hàng không Việt Nam. Vì thế các hãng hàng không Việt Nam buộc phải tạm thời lùi thời hạn khai thác đến Trung Quốc đến cuối tháng 4 hoặc là sang tháng 5 để chờ các quyết định tiếp theo của quốc gia này. Báo dân trí cho biết. Ngay sau khi Trung Quốc thông báo mở cửa biên giới đầu tháng 1, các hãng hàng không Việt Nam đều xây dựng kế hoạch khai thác thị trường này với các bước đi thận trọng, tập trung chủ yếu vào đối tượng khách công vụ, thương nhân, thăm thân và du học sinh. Lượng khai thác dự kiến tăng dần tháng 4 với hy vọng là sẽ đón được nguồn khách du lịch Trung Quốc. Báo Thanh Niên có một thông tin cũng thu hút sự quan tâm, đó là Cục Thống kê tỉnh Bình Phước cho biết, diện tích trồng cây sầu riêng tại địa phương này năm 2022 đạt 4.802 ha, tăng 1.364 ha so với năm 2021. Những năm gần đây, sầu riêng được cho là một trong những loại cây trồng cho lợi nhuận kinh tế cao. Nhưng người dân tại Bình Phước đã dần chuyển đổi cây trồng từ các loại cây công nghiệp như là tiêu, cà phê, qua trồng các loại cây trồng khác. Theo ghi nhận trong năm 2022, diện tích cây hồ tiêu giảm 1.144 hectare, cây cà phê giảm 604 hectare. Báo Thanh niên đưa tin, từ tháng 7 năm 2022, khi có nghị định thư về kiểm dịch thực vật sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc, thì giá thu mua loại quả này đã tăng lên rất cao. Điều này càng khiến nhiều nông dân quyết định chuyển qua trồng sầu riêng. Diện tích trồng cây sầu riêng tại tỉnh Bình Phước năm 2022 đã đạt 4.802 ha, tăng 1.364 ha so với năm 2021, tăng khoảng 28,4% ngày 23 tháng 2, cục trồng trọt thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn chỉ đạo phát triển cây sầu riêng tại các tỉnh thành miền Nam. Trong đó cảnh báo việc tăng diện tích cây sầu riêng một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát, theo phong trào, không theo định hướng có thể dẫn đến hậu quả khó lường, cung vượt quá cầu, dội chợ. Ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, báo vnexpress.net có tin. Đại diện bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào 4 hôm trước, bệnh viện này đã tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân trong tình trạng mắt phải phù sưng to, tụ máu mi trên, xuất huyết kết mạc, nghi ngờ là tụ máu hốc mắt do phẫu thuật thẩm mỹ. Vào thời điểm đó, mắt phải bệnh nhân thị lực chỉ còn 1/10, mắt trái thị lực 8/10 và bầm nhẹ. Các bác sĩ đã phẫu thuật giải áp hốc mắt, lấy máu tụ và dẫn lưu hốc mắt sau mổ thì mắt phải của bệnh nhân tăng thị lực lên 8 trên 10. Theo báo VN Express, bệnh nhân cho biết trước đó đã đi phẫu thuật mí mắt tại Viện Thẩm mỹ Arias, quận Bình Thạnh và Bệnh viện mắt đã báo cáo ca tai biến này cho Sở Y tế. Cơ quan chức năng đã đến Viện Thẩm mỹ Arias kiểm tra đột xuất. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở thẩm mỹ này chỉ có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Thẩm mỹ Arias cơ sở bị yêu cầu ngưng ngay hoạt động khám chữa bệnh thẩm mỹ khi chưa có hồ sơ pháp lý ngừng đăng tải các nội dung quảng cáo về dịch vụ khám chữa bệnh sai quy định